No. Rồi chúng ta sẽ đi trên du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt một dạo một vòng hồ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi miếu Văn Võ. Miếu Văn Võ nằm ở đâu? Rất là gần chúng ta thôi, và bên đây đằng sau thuyền anh chị. Theo hướng xem chỉ là đó là miếu Văn Võ ha. À, hồ Nhật Nguyệt, và khu vực hồ Nhật Nguyệt là khu vực trung lũng hồ trên núi, và ở đây đó chị thấy là khí hậu ở đây rất là đẹp, quanh năm là nó mát mẻ như thế này. Nếu mà mình đi vào cái mùa mưa đó thì nó còn mây mù nó bao khắp cả ngày luôn, nên cái bà Hoa Lan mới gọi đây là xứ sở của các vị thần tiên là như vậy. Ở đây, và đây là cái khu vực mà ông Cửu Giới Thạch và bà Tống Mỹ Linh mỗi năm như vậy là người ta, hai người đó là lên đây hai ông bà rất là yêu thích bà Tống Mỹ Linh. Và trước đây thì cái hồ này là nó chia thành hai cái hồ, gọi là hồ Nhật và hồ Quyền. Hồ Nhật thì nó có hình dáng giống như là một cái vòng tròn, nhưng mà nó cũng tròn lắm thôi nha, hình dáng giống như hồ tròn. Còn cái hồ Nguyệt thì nó là hình bán Nguyệt. Nhưng mà khi mà từ khi mà người Nhật á, người Nhật người ta lên đây, người ta xây những cái con đập, người ta chắn lại để người ta làm thủy điện, người ta tích nước, người ta làm thủy điện, thì hai cái hồ Nguyệt này bây giờ nó gom lại thành hồ Nguyệt. Nhưng mà người ta vẫn giữ cái tên là hồ Nguyệt. À, mình thấy cái nước ở đây sao ạ? Rất là trong xanh đúng không ạ? Màu xanh hồng nha. Nước này chảy từ những cái núi
Ưng. Và tháp Từ Ưng là ông được chế thành, ông đã xây cái tháp này lên để tưởng nhớ người mẹ của ông. Nếu mà chúng ta nói là nếu mà người con có hiếu thì rất là tốt đúng không ạ? Đạo hiếu là cái đạo đầu tiên đó, thì ông được chế thành là một cái đó là tháp Từ Ưng ha. Chào lắm. Khu vực này, đặc sản của khu vực này nổi tiếng là nấm linh chi. Và nấm linh chi ở đây người ta, có cái người dân tộc ở đây người ta không phải người ta đi trồng mà người ta đi hái, người ta đi bẻ. Và khi người dân sống với dân tộc ở khu vực này gọi là dân tộc Thao. Cái Thao á, thì khi mà ông Tường Chí Thành ở với bà Tống Thị Linh lên đây du ngoạn á, có một lần em đi với hai ông bà, bà lên cơn huyện. Bà đi lên cơn huyện và bà thuốc không có quên mang theo và thế là cái ông bộ trưởng, ông tù trưởng á, thì ông cái ông tù trưởng ông không biết ông Từ Chí Thành là phạm thông và chỉ tưởng là một người giàu có thôi, thì ông Từ Chí Thành mới dâng lên tặng cho bà Tống Thị Linh một cái bài thuốc trị hen suyễn, và sau khi mà uống khỏi rồi á, ông Từ Chí Thành ông mới gọi là bật mí cho bà Tống Thị Linh này cái bài thuốc đó là cái gì, tại vì nếu mà nói trước khi châu Âu thì bà sẽ không uống đâu. Cái bài thuốc đó rất là ghê ha, không biết cái đó là cái gì mà dạ, đó chính là cái bầu, không phải thuốc của bà Tống Thị Linh uống, và đó chính là bào thai hôm nay. Cái bào thai của con nai luôn, không phải là cái nhau thai nha, cái bào thai của con nai. Cái con nai mà nó hay bị đẩy thai đó, là người ta sẽ không bỏ nó đi, người ta lấy cái đó người ta cười vô lại để người ta làm thành cái bài thuốc. Còn cái trứng mà chúng ta đang cầm trên tay nha, và đây là đặc sản của cái vùng hồ này. Mọi người mình đi những cái khu vực của người Hoa đó, thì mình hay thưởng thức cái món này gọi là món hồ gà trà. Trà là một cái loại trà, đây là trà đặc biệt có hương, có các mùi thuốc bắc ở trên đó. Thì người ta thầm lên á, là người ta thầm cái trứng, cái trứng này nó sẽ hấp thụ được cái tinh chất của cái loại thuốc bắc ở trong đó, ăn nó rất là ngon. Đặc biệt hơn nữa là cái trứng này ở đây nè, người ta còn thầm ngoài cái các loại trà, như là cái trà bình thường ra, cái loại thuốc bắc bình thường ra, thì người ta còn bỏ vào. Còn cái đặc sản của khu vực này đó chính là nấm linh chi. Dạ, nấm linh chi. Nên mình thấy là cái mùi ở đây nó có mùi nấm trên đây nha. Nó khác với lại cái hộp gà trà mà chúng ta sẽ ăn ở khu vực chợ đêm, khu vực đặc sản. Dạ, giờ quay lại cái dân tộc Thao. Bởi vì cái ông bộ trưởng, ông tù trưởng đó, ông đã có cái công đem lên ông tặng cho bà Tống Thị Linh để bài thuốc thì hen suyễn rất là hay đó, nên ông Từ Chí Thành đã đặt quyền và lúc đó ông mới là thể hiện cái quyền lực của một vị tổng thống, và ông mới là cho cái ông bộ trưởng đó có biết là tôi không phải là một cứu hộ bình thường mà tôi là một vị tổng thống, và kể từ đó trở đi và ông tổng thống Từ Chí Thành đã cho cái người dân tộc Thao một cái đặc quyền, đó là được lên rừng ở những khu vực đồi núi này để khai thác nấm linh chi, và chỉ có người dân tộc Thao mới được khai thác sản vật đó tại đây mà thôi, những dân tộc khác không có được. Rồi ở đằng sau con người chúng ta thấy một cái tòa nhà đen đen, là tòa nhà đen đó là nơi mà hàng năm hai vợ chồng ông bà Tống Thị Linh lên đây nghỉ chơi chỉ dịp hàng năm. Có cái nhà mát có cái đỏ đỏ đó, ông Từ Chí Thành sống tới 80 mấy tuổi, còn bà Tống Thị Linh bà này đã từng rất là nhiều, trong đó có bệnh hen suyễn nữa. Cực kỳ đẹp, và xem bà này sống tới 106 tuổi. Đúng rồi. Rồi chúng ta đang thấy đây là hòn đảo này, nhỏ nhỏ này gọi là hòn đảo La Lu.
đỡ la luôn, tại sao nó lại đặc biệt như vậy? Cái những cái sao xung quanh là như thế nào vậy? Tại vì ở đây á, có rất là, em nói rồi, có rất là nhiều động đất. Trước đây chỉ có một, có tới mấy cái đảo đó, chứ không phải là một cái đảo la luôn này không à. Mà trước khi có cái đảo này á, cái đảo này trước đây nó là một cái ngọn đồi nhỏ. Cái ngọn đồi nhỏ thì cái ông tù trưởng dân tộc Thao đó, trước đây họ không sống ở đây đâu, họ sống ở những khu vực khác. Thì ông trong một cái ngày đi săn, ông đưa thêm con nai màu trắng, ông săn con nai màu trắng, ông đưa thêm con nai. Và cuối cùng là ông đã bắt được con nai trắng tại cái khu vực đồi La Lu này đây. Thì và cái đồi khi đó ông ta tới đây, ông ta mới phát hiện ra ở đây có một cái khu vực hồ rất cái này rất là tuyệt vời. Thế là ông dời cả một cái dân tộc Thao của ông qua đây sống luôn, qua khu vực hồ này sống luôn. Và khi mà người Việt người ta đập xây cái con đập người ta dựng trước lại đó, thì cái đồi này nó sẽ trở thành một cái hồ tạo giữa một cái vùng đồng hồ. Người ta nói là bây giờ cái đảo La Lu này là rất là linh thiêng với tình người của dân tộc Thao. Nhưng mà trước đây cái đảo nó to như thế là gì? To như thế đó là nhưng mà do là động đất nhiều quá, mỗi lần động đất là cứ đung 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 đung, mỗi lần đung cái đất nó đá nó chùi xuống, đất đá nó chùi xuống, cộng với lại cái hoạt động mà du thuyền nó cứ chạy vòng quanh như thế này là gì, sóng nó cứ bổ vào thế là đất nó bị chùi xuống, thế là hòn đảo từ to mà nó còn có chút xíu như đó, từ to mà nó còn chút xíu như đó thôi. Và đặc biệt nhất là vào cái năm 2009 là có một cái trận động đất rất là lớn ở đây, làm cho cái hòn đảo là gần như là sụp hết, chỉ còn có một ngọn như vậy thôi. Nên bây giờ người ta bao lại, người ta xây lại, bao lại xung quanh. Thứ nhất là tránh sóng những cái du thuyền nó qua vào, và sắp tới là người ta sẽ đổ đất vô để người ta tái tạo lại cái hòn đảo La Lu đó. Chị biết là để mua cái trứng này á là cô Becky đã phải nhờ gửi bác thuyền trưởng á, cái anh thuyền trưởng á, ảnh đi lên sáng sớm là ảnh đi lên cái miếu huyền trang bên kia kìa, để mua cái trứng này. Cái trứng này chỉ lo có ở trên cái miếu huyền trang cho bán thôi. Rồi, và bên tay phải chúng ta đây là cái đập nước ha, con là cái đập nước mà mình nhìn đây đó chị. Dùng cái đập nước này để làm thủy điện.